Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập số 10 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share để ủng hộ cho Khánh Duy. Và các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập số 10 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ Diệp Húc đi đến vu khố của Diệp Phủ. Trong văn phòng quản lý vu khố, hắn dâng lên Mỹ Nhân Mãng và Hàn Thiết Liên. Vu sĩ phụ trách quản lý vu khố chừng to mắt, ngây người nửa ngày, rứt cục cũng tình ngộ, vội vàng lên tiếng. 230 cân hàn thiết, một điều bồi nguyên bắt phẩm xài yêu. Thật ra, ngài có thể tiến vào vu khố, chọn lựa một môn vu pháp hoặc tâm pháp rồi. Diệp Húc nhẹ nhàng gật đầu, đi vào bên trong vu khố. Vu khố ở nội phủ Diệp gia đại biểu cho thành tựu tối cao của vu pháp Diệp gia. Mỗi một vị tu sĩ của Diệp gia đều phải đem vu pháp thiên đạo ban thưởng cho bọn hắn sao chép lại một phần, cất giữ vào trong vu khố. 300 năm qua, đồ trong vu khố càng ngày càng phong phú, có thể nói là toàn sách là sách. Trong vu khố cũng đồng dạng chất chứa rất nhiều tài liệu. Đống tài liệu này cũng không phải là phàm phẩm, đều là tài liệu luyện chế vu bảo và đan dược. Muốn đi vào vu khố, trừ phi được phủ chủ cho phép, chỉ có một cách là cống hiến đủ tài liệu cho vu khố, hoặc cống hiến một môn tâm pháp mà trong vu khố không có. Diệp Húc cống hiến cho vu khố một thi thể của Mỹ Nhân Mãng và một sợi Hàn Thiết Liên. Hai đồ vật này trong mắt người phàm đều là bảo vật vô giá, nhưng trong mắt của vu sĩ cũng không quá quý báu, chỉ có thể lựa chọn một môn vu pháp mà thôi. Diệp Húc đi vào bên trong vu khố, chỉ thấy bên trong bày biện cực kỳ đơn giản, chỉ có một loạt giá sách, trên đó chứa đầy những cuốn sách to nhỏ, có khi dày một thương, có khi lại cực mỏng, vỏn vẹn chỉ có mấy tờ. Tiểu tử kia, ngươi chính là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo sao? Một lão giả tóc trắng xóa đi đến trước mặt của hắn, lướt hắn một cái lên tiếng hỏi. Trong lòng Diệp Húc dùng mình, không người thi lễ. Dạ phải, đệ tử ra mắt Tam Thúc Tổ. Lão nhân này tên là Diệp Đàn, là một trong số ít những cao thủ thế hệ trước, nghe nói tu vi không hề kém phủ chủ Diệp Tư Đạo, phụ trách quản lý vu khố. Không cần đa lễ, ta nghe nói ngươi chắc thí vu sĩ thất bại, trở thành phế nhân. Thật không ngờ trong một thời gian ngắn, ngươi đã có thể tu luyện đến cảnh giới này rồi. Thật là khó cho ngươi mà. Ồ, tiên thiên cương khí màu đen sao? Sắc mặt của Diệp Đàn khẽ biến, nhìn chằm chằm vào Diệp Húc. Lúc lâu sau mới phun ra một ngụm chọc khí, hắn nói. Tiểu tử kia, ngươi phóng xuất chân khí của ngươi cho ta xem. Trong lòng Diệp Húc kinh ngạc, tâm pháp vận chuyển, khớp xương toàn thân bạo vang. Bàn tay lập tức chuyển thành màu đen, đánh ra phía trước một chưởng. Không khí bị đè nén, dường như có tiếng sấm rền cuồn cuộn. Diệp Đàn càng thêm kinh ngạc, vò vò đám tóc bạc rồi tự nói thầm. Sao có khả năng này? Tiểu tử này còn chưa thấy môn tâm pháp kia, sao có thể tu luyện cương khí trở thành màu đen? Đây rõ ràng là đặc thù chỉ có ở đệ tam chuyển của môn công pháp đó mà thôi. Qua một lúc lâu, hắn vẫn tự nói thầm. Diệp Húc không kìm nổi, lên tiếng. Thúc tổ. Diệp Đàn tỉnh ngộ, ngẩng đầu lên. Điển tịch trong vu khố chia làm 5 loại lớn, tổng cộng gồm 27 loại tâm pháp, 34 loại vu pháp, 8 loại thuật luyện đan, 6 loại trận pháp, 13 loại luyện khí, ngươi chọn loại nào? Diệp Húc cung kính lên tiếng. Đệ tử chọn tâm pháp. Diệp Đàn khẽ gật đầu, dẫn hắn đi đến trước nơi tra cứu sách tâm pháp. Nơi này tổng cộng có 27 loại tâm pháp của Diệp gia ta, mỗi một loại tâm pháp đều có thể giới thiệu sơ lược. Ngươi chỉ có thể chọn một loại trong đấy, vì vậy hãy xem cẩn thận, đừng để tương lai phải hối hận. Diệp Húc nhìn về phía giá sách, chỉ thấy trước mỗi một cuốn sách đều có một khối mộc bài, từ ngữ ít ỏi, phác họa thuộc tính đặc biệt của tâm pháp. Pháp hoa luyện vu quyết, bí pháp này hay ở chỗ tốc độ tu luyện nhanh, chỉ 10 năm là có thể tu luyện đến dung nguyên kỳ. Thiện nguyên nguyên thần đại pháp, lấy nguyên thần thôi động vu pháp, uy lực cực mạnh. Nguyên thần ký thác thuật, khi dùng nguyên thần ký thác vào trong vu pháp hoặc đao kiếm, uy lực tăng gấp bội. Ồ, cái gì? Mãng cổ chú áp đại lực thần thông ư? Diệp Húc xem chậm rãi, đột nhiên nhìn thấy một khối mộc bài, thân hình chấn động, thất thanh nói.
Đây không phải là bí mật bất truyền của phù chủ hay sao? Trong vũ khố tại sao lại có loại công pháp này? Mãng cổ chu cấp đại lực thần thông đúng là sấm rền bên tai Diệp Húc. Vị tổ tiên khai sáng Diệp phủ tu luyện loại công pháp này, rồi tạo ra gia nghiệp lớn đến như vậy. Phủ chủ đương nhiệm Diệp Tư Đạo cũng là nhờ loại công pháp này mà trở thành cao thủ ma đạo đệ nhất thành Liễu Châu, tung hoành vô địch. Diệp Húc tim đập thình thịch, lấy lại bình tĩnh, đọc cẩn thận, chỉ thấy trên một bài viết: Mãng cổ chu cấp, thượng cổ dị trùng, đỏ thẫm như lửa, tiếng kêu như sấm, quen nuốt mây nhà khói, lực lượng vô cùng lớn. Tâm pháp này rèn luyện nguyên thần, tu tới đại thừa, nguyên thần có thể rời núi lấp biển, trích sao hái nguyệt, là đại lực thần thông do phù chủ đầu tiên truyền lại, có 3 tầng công pháp, nguyên thần không phải mãng cổ chu cấp thì không thể tu luyện. Đọc đến đây, Diệp Húc liền thở dài, Vu Khố dám đặt mãng cổ chu cấp đại lực thần thông ở chỗ này, không sợ những người khác lật xem, vì có sự hạn chế của nguyên thần, cho dù có người chọn môn thần thông này cũng đừng hòng mà luyện thành. Nguyên thần của hắn là một gốc cây đồ cổ thụ, căn bản không thể luyện thành mãng cổ chu cấp đại lực thần thông. Trong lòng hắn tiếc hận, tiếp tục xem xong 27 loại tâm pháp, rốt cục cũng tìm được cửu chuyển nguyên công, lại phát hiện trên một bài tâm pháp này viết hai chữ vô bổ, những giới thiệu khác một chữ cũng không có. Môn tâm pháp này chỉ luyện thân thể, không tu nguyên khí. Diệp Đàn thấy hắn cầm lên cửu chuyển nguyên công, nói thầm một câu: tu luyện môn cửu chuyển nguyên công này, tu vi cả đời đều dừng lại ở cảnh giới cố nguyên nhất phẩm, đừng hỏng mong tăng lên. Tiểu tử nhà ngươi chỉ có một cơ hội lựa chọn, đừng lãng phí nó. Diệp Húc cũng không khỏi chần chừ, thật lâu sau hắn hít một hơi thật dài, trong lòng ra quyết định, ngẩng đầu nói: thúc tổ, ta chọn môn công pháp này. Tiểu tử, ngươi đã nắm rõ khiếm khuyết của cửu chuyển nguyên công sao? Diệp Đàn vô cùng kinh ngạc, hắn nói: ngươi khó khăn lắm mới có được vào vũ khố một lần, sau này nếu muốn đi vào, trừ khi ngươi có thể hiến ra một môn tâm pháp vũ khố chưa có hoặc là tài liệu ngang giá trị, lựa chọn môn công pháp này ngươi có hối hận hay không? Diệp Húc cắn răng: không hối hận. Diệp Đàn gật đầu, mang giấy bút tới, hắn nói: cho ngươi nửa canh giờ, sao chép một phần mang đi. Diệp Húc mở ra cuốn sách mỏng đấy, bắt đầu dốc lòng sao chép, hắn thầm nghĩ: cửu chuyển nguyên công, ngươi ngàn vạn lần đừng khiến ta thất vọng. Diệp Đàn ngồi cách đấy không xa, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cái, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này tu luyện cửu chuyển nguyên công đến đệ tam chuyển, hắn lấy đâu ra tâm pháp đệ tam chuyển đây? Chẳng lẽ môn tâm pháp này đã lưu truyền ra ngoài rồi hay sao? Mã Tam Bảo chưa hiểu rõ cửu chuyển nguyên công, nhưng hắn lại biết rất rõ môn tâm pháp này là tổ tiên Diệp gia trong lúc vô ý mà đoạt được. Chỉ có tâm pháp đệ nhất trọng lại chưa làm cửu chuyển. Vị tổ tiên Diệp gia kia từ đệ nhất trọng tâm pháp ngộ ra thương minh luyện thể quyết, sau này hắn trở thành vu sĩ, có ý muốn tu luyện loại tâm pháp này, kết quả lại hoảng sợ phát hiện ra cửu chuyển nguyên công hấp thu nguyên khí của hắn với một tốc độ khủng bố, khiến tu vi của hắn trong vòng nửa ngày rớt xuống vài cảnh giới. Tam chuyển đầu tiên của cửu chuyển nguyên công không cần tiêu hao nguyên khí, chỉ tạo thành cơ sở, nhưng tu luyện đến đệ tứ chuyển, môn công pháp này sẽ nhanh chóng rút đi nguyên khí, rèn luyện thân thể. Tu luyện càng sâu, lượng nguyên khí cần thiết càng khủng bố, đến đệ ngũ chuyển sẽ đáng sợ đến mức người ta khó có thể tiếp nhận. Lúc ấy, vị tổ tiên đó đã tu luyện đến tam nguyên cảnh, dung nguyên kỳ, dung nguyên cửu phẩm, chính vì tu luyện đến đệ ngũ chuyển, cửu chuyển nguyên công, khiến tu vi của hắn đột nhiên hạ bậc, biến thành dung nguyên nhất phẩm. Tam nguyên cảnh chia làm 3 cảnh giới: bồi nguyên, cố nguyên và dung nguyên. Mỗi cảnh giới đều có cửu phẩm. Cửu chuyển nguyên công đệ ngũ chuyển, không ngờ khiến cho tu vi của hắn suýt chút nữa rơi xuống một tầng cảnh giới lớn. Sau khi vị tổ tiên đó phát hiện khiếm khuyết của cửu chuyển nguyên công, lập tức đình chỉ tu luyện. Căn cứ vào tính toán của hắn, muốn luyện xong đệ nhất trọng cửu chuyển nguyên công, kim thân cửu chuyển, lượng nguyên khí cần thiết lớn đến cực điểm, mặc dù là nguyên đan tu sĩ cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Nguyên đan là linh đan của nguyên thần, vu sĩ tu luyện đến cảnh giới này đã có thể xưng tông sư, hoàn toàn có thể tiếu ngạo thiên hạ, khó gặp được địch thủ. Vị tổ tiên khai sáng Diệp gia đó cả đời cũng không tu luyện ra nguyên đan, cho đến khi chết già, tu vi của hắn vẫn bị giam ở cảnh giới huyễn đan của tam đan cảnh. Đây là hắn còn không tu luyện cửu chuyển nguyên công. Nếu như tu luyện, đừng nói luyện thành ảo đan, chỉ sợ cả đời hắn chỉ có thể đứng ở cảnh giới bồi nguyên nhất phẩm. Có thể thấy được tu luyện môn tâm pháp này khó khăn đến mức nào, gọi là vô bổ còn là chưa đủ. Diệp Húc lúc này không biết gì cả, tiếp tục dốc lòng sao chép. Cửu chuyển nguyên công tầng tâm pháp đệ nhất trọng cũng không dài, chỉ khoảng hơn 5.000 từ, nhưng ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, chứa đựng lượng tin tức lớn kinh người.
Thương Minh Luyện Thể Quyết có khoảng hơn 10 vạn chữ, mà lượng tin tức bao hàm ở trong đấy còn không bằng 1% của Cửu Chuyển Nguyên Công. Diệp Húc so sánh hai loại tâm pháp với nhau, rồi phát hiện Thương Minh Luyện Thể Quyết chỉ là thuyết minh đệ nhất chuyển của đệ nhất trọng Cửu Chuyển Nguyên Công. Chỉ là thuyết minh mà môn tâm pháp này đã có thể đặt ngang hàng với tuyệt học võ đạo của hai đại vũ hoàng thế gia. Thậm chí, lượng tin tức khán ngộ ra ở bản Thương Minh Luyện Thể Quyết bản mới cũng không bằng 1/10. Diệp Húc sao chép xong bản tâm pháp này không khỏi nhíu mày. So với hắn tưởng tượng thì hoàn toàn khác hẳn. Cửu Chuyển Nguyên Công và tâm pháp vô sĩ cách nhau một trời một vực, càng giống với võ đạo thuần túy là pháp môn rèn luyện thân thể. Tâm pháp vô sĩ chỉ tu luyện nguyên khí, khiến tu vi bản thân càng ngày càng tinh tiến, mà Cửu Chuyển Nguyên Công lại không coi trọng nguyên khí, mà dùng nguyên khí ôn dưỡng thân thể, khiến nhục thân càng trở nên mạnh mẽ. Tâm pháp vô sĩ chú trọng rèn luyện nguyên khí, nâng cao cảnh giới tu vi, không quan tâm đến cường độ nhục thân. Cao thủ võ đạo đạt đến tiên thiên, sau khi nhận được kế thừa thiên đạo trở thành vô sĩ, đem chân khí chuyển hóa thành nguyên khí, dùng nguyên khí điều khiển vô pháp. Uy lực của võ đạo so sánh với vô pháp quả thực không chịu nổi một kích. Vì vậy, mọi người thường bỏ qua võ đạo, chuyên tu vô pháp. Mà Cửu Chuyển Nguyên Công lại chú trọng tu dưỡng võ đạo, đi một con đường cực đoan, vứt bỏ vô pháp, chuyên tu võ đạo, dùng võ nhập vô. Cửu Chuyển Nguyên Công chẳng những là cửu chuyển nhục thân, chân khí hoặc nguyên khí cũng đồng dạng cần cửu chuyển. Chân khí đệ nhất chuyển là màu xanh, đệ nhị chuyển là màu tím, đệ tam chuyển là màu đen, đệ tứ chuyển sẽ chuyển chân khí thành màu nguyên khí trắng. Mỗi một chuyển đều biến đổi màu sắc nguyên khí, phân biệt theo trình tự là xanh lam, xanh lục, vàng chanh, hồng, vàng kim. Cửu chuyển công pháp sẽ thành kim thân. Tu vi hiện tại của hắn tương đương với đệ tam chuyển, đệ nhất trọng Cửu Chuyển Nguyên Công, luyện thành cương khí màu đen đang ở cảnh giới này. Hắn phải luyện thành tiên thiên bá thể mới có thể chuyển hóa cương khí thành nguyên khí. Diệp Húc còn chưa kịp nghiên cứu cẩn thận, Diệp Đàn đã bắt đầu đuổi người, xua hắn ra ngoài. Nếu là lão nhân này biết được hắn không biết đệ nhị chuyển Cửu Chuyển Nguyên Công, biến chân khí màu xanh thành màu tím, mà dựa vào ngộ tính của bản thân từ Thương Minh Luyện Thể Quyết ngộ ra đệ nhị chuyển, chỉ sợ hắn chắc chắn sẽ không vội vàng mà đuổi Diệp Húc đi như vậy. Không lâu sau khi Diệp Húc rời đi, chấp sự nội phủ Diệp Tư Chân liền hùng hùng hổ hổ tiến vào trong vu khố. Hắn hừng hực hỏi: "Tam thúc, Diệp Húc đâu rồi?" "Đã đi rồi." Diệp Đàn cứ ngẩng đầu lên, hắn nói: "Chết rồi, Tam thúc, sao ngài không giữ hắn lại thêm một chút nữa vậy?" Diệp Đàn ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm mà nói: "Tên tiểu tử này, đừng có vội, đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Tư Chân thở không ra hơi, xoay người chạy ra hướng ngoài, hắn nói: "Mẫu thân của thập thất đệ biết thiếu bảo đến nội phủ, đã sai người đến báo cho Phương Trung Sơn, chuẩn bị chặn giết hắn rồi. Phương Trung Sơn là võ đạo đệ nhất cao thủ của Liễu Châu, thiếu bảo chỉ sợ lần này gặp nguy hiểm. Phủ chủ dặn ta, dù sao cũng không được để cho hắn gặp chuyện nguy hiểm. Nếu hắn gặp chuyện không may, ta liền thảm rồi." Hắn bước chân thật nhanh, trong chớp mắt liền chạy không còn thấy tăm hơi bóng dáng đâu cả. Diệp Đàn chớp chớp mắt, khẽ cười: "Đệ nhất võ đạo Phương Trung Sơn ư? Chỉ sợ hắn còn chưa thế làm khó tên tiểu tử kia đâu. Dù sao tiểu tử đó tu luyện Cửu Chuyển Nguyên Công không đánh lại được cũng có thể chạy trốn được mà." Trên đường Diệp Húc trở về Mã Trang, làn nước trong xanh chậm rãi chảy xuôi, tiếng nước róc rách chảy mãi không ngừng. Hắn vừa đi vừa vận chuyển bậc tâm pháp thứ ba Cửu Chuyển Nguyên Công, cảm thấy loại cảm giác không được tự nhiên trước kia hoàn toàn biến mất, cương khí vận chuyển như ý, vui sướng vô cùng. Mỗi một vòng tâm pháp được vận hành, lực lượng của hắn lại tăng vọt thêm một phần, giơ tay nhấc chân cũng có thể xé xác hổ báo. Cửu Chuyển Nguyên Công không tinh tế như Thương Minh Luyện Thể Quyết, loại công pháp này thô bạo, mộc mạc, chí cương chí cường. Diệp Húc cảm nhận được thân thể của mình dường như biến thành một cỗ máy móc vô cùng tinh vi, bất cứ lúc nào cũng có thể điều động được một lực lượng lớn lao không gì sánh nổi. Đột nhiên hắn dừng lại, nhìn về phía giữa dòng sông xanh, chỉ thấy từ phía thượng du sông có một con thuyền từ từ đi tới. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh đứng ở đầu thuyền, một cỗ khí thế khó có thể diễn tả bằng lời phát ra từ hắn, dường như đứng ở đầu thuyền không phải là một con người mà là một vầng mặt trời lơ lửng chói chang. Phương Trung Sơn. Quần áo Diệp Húc không gió cũng tự bay phấp phới, khí thế đột nhiên triển khai như một con mãnh hổ nằm nghiêng trên gò đất đang ngủ say, đột nhiên mở to mắt lộ ra nanh vuốt. Hắn chưa gặp qua vị cao thủ võ đạo đệ nhất Liễu Châu này, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhận ra người trung niên này chính là Phương Trung Sơn. Trừ Phương Trung Sơn, không có cao thủ tiên thiên nào có loại khí thế này. Đây là khí thế của tiên thiên võ đạo. Các cường giả tiên thiên vì công pháp tu luyện bất đồng, tính cách bất đồng, do vậy khí thế của bọn họ cũng không giống nhau. Khí thế của Phương Hòa là rắn độc trong lửa, khí thế của Chu Thế Văn trầm ổn như núi, khí thế của Phương Thần như liệt hỏa phần nguyên, đều là do nguyên nhân này.
Diệp Phúc đã trải qua nhiều việc lớn, tính cách của hắn cũng xảy ra thay đổi, giống như con bánh hổ nằm trên cỏ hoang, ẩn giấu nanh vuốt, không tỉnh thì thôi, tỉnh lại liền lộ ra hung dữ. Tùy lúc có thể ăn thịt người, làm cho người ta có một cảm giác bình tĩnh nhưng lại cực độ nguy hiểm. Mà khí thế của Phương Trung Sơn lại là bá khí lộ ra ngoài, giống như ánh mặt trời chói chang, hừng hực thiêu đốt, đốt cháy hết thảy. Xoẹt! Một đạo đao cương đột nhiên xuất hiện, lơ lửng trên đỉnh đầu của Phương Trung Sơn, chậm rãi chuyển động. Toàn thân đạo đao cương này được che kín bởi liệt hỏa, hừng hực thiêu đốt. Hiển nhiên cương khí của hắn vô cùng mãnh liệt. Tu vi đã đạt tới cảnh giới này, hắn căn bản không cần vũ khí. Một Phương Trung Sơn không có vũ khí càng nguy hiểm hơn một Phương Trung Sơn có vũ khí. Đao thế của đạo đao cương đó thiên biến vạn hóa, thể hiện tu dưỡng võ đạo cực cao của hắn. Đao ý từ xa đã khóa Diệp Phúc lại, khiến hắn có ảo giác không thể tránh né nổi. Ánh mắt hai người gặp nhau, chân phải Phương Trung Sơn đột nhiên dậm mạnh một phát, chiếc thuyền lập tức phát ra âm thanh tác hưởng, đầu thuyền chìm vào trong nước, đuôi thuyền nhích lên, quay cuồng bay giữa không trung. Hắn đá ra một cước, chiếc thuyền phát ra tiếng xèo xèo, dán lên mặt nước, bay lên mấy chục thước, xoẹt một tiếng đánh về phía Diệp Húc, thanh thế trở long đất lở. Hắn ra tay chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó là bá đạo, vô cùng bá đạo. Vừa ra tay, hắn đã thể hiện rõ thực lực bá đạo tuyệt luân của cao thủ võ đạo đệ nhất Liễu Châu. Diệp Húc hít sâu một hơi, giống như một con mãnh hổ tỉnh lại sau giấc ngủ say, cửu chuyển nguyên công đột nhiên vận chuyển, thân thể lập tức trở nên vừa cao vừa gầy, làn da co rút nhanh, cơ nhục căng cứng, gắt cao dính lên trên xương cốt, bàn tay đen xì xì, một bàn tay khô gầy lớn đánh ra phía trước. Chiếc thuyền đấy phát ra tiếng vọt vang băng băng, dường như đánh vào một tảng đá không thể phá vỡ. Đầu thuyền lập tức vặn vẹo, ầm ầm vỡ nát, đuôi thuyền từ phía sau đâm tới, bị lực lượng thật lớn ép thành gỗ vụn. Thuyền vừa bị phá, một đạo đao mang liệt hỏa trong thoáng chốc hiện ra trước mắt hắn. Đạo đao cương này giấu ở sau chiếc thuyền, khí độ lạnh lẽo trực tiếp muốn chém hắn thành hai mảnh. Thân hình Diệp Húc đồ sộ bất động, bàn tay khô gầy chụp vào đao cương của Phương Trung Sơn, bắt lấy đạo đao cương trong tay cứng rắn bóp nát. Trước đây đối mặt với đao cương của Diệp Ly, hắn cần toàn lực ứng phó cũng không thể hoàn toàn chống lại đao cương của Diệp Ly được, nhưng bây giờ hắn chỉ cần một bàn tay cũng dễ dàng tiếp được tập kích của cao thủ võ đạo đệ nhất Liễu Châu. Cửu chuyển nguyên công khiến cho thân thể tiên thiên của hắn trong một thời gian ngắn đã tiến lên một nấc mới, mạnh mẽ đến mức đao cương tiên thiên cũng không thể phá hủy được, gần như có thể so sánh với bảo vật hàn thiết, mạnh mẽ hơn trước đây mấy lần. Diệp Húc của bây giờ chỉ dùng tay không cũng có thể đánh chết được Diệp Ly. Phương Trung Sơn đánh bay chiếc thuyền về phía Diệp Húc, lại giấu đằng sau thuyền một đạo đao cương, vốn nghĩ rằng chắc chắn Diệp Húc sẽ phải chết, nào đâu biết rằng Diệp Húc một chưởng đập nát chiếc thuyền, ngay cả đạo đao cương của hắn cũng dễ dàng bóp nát. Sao, là Long Thượng Công của Tần gia ư? Phương Trung Sơn từ từ dừng lại ở trên mặt nước sông, nhìn thấy dáng người Diệp Húc trở nên vừa cao lại vừa gầy, giống như một cây gậy trúc, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không biết Diệp Húc tu luyện cửu chuyển nguyên công, lại nghĩ lầm là tuyệt học Long Thượng Công của Liễu Châu Vu Hoang gia tộc Tần gia. Trên thực tế, cửu chuyển nguyên công và Long Thượng Công có những điểm tương tự, nhưng là hai loại võ học hoàn toàn bất đồng, cách xa nhau một trời một vực. Mặc kệ người tu luyện môn võ học nào, hôm nay đều chắc chắn sẽ phải chết đi. Hai chân của hắn vừa tiếp xúc với mặt sông, đột nhiên dưới chân dâng lên một đóa hoa nước màu trắng tuyết, hình dáng như hoa sen, nâng thân hình của hắn lên. Hắn đi về phía Diệp Húc, thoải mái đi lại trên mặt nước như đi trên đất bằng. Mỗi một bước chân hạ xuống, cương khí của hắn khiến cho mặt nước lại ngưng tụ ra một đóa hoa sen rực rỡ dị thường. Đây chính là bộ sinh liên. Tu vi võ đạo của hắn đạt tới mức sâu không thể lường được, cương khí dưới chân hình thành hình bông hoa sen, bởi vậy mới xuất hiện dị tượng bộ sinh liên. Loại tu vi này đã vượt xa Diệp Húc, Diệp Ly, có thể đặt ngang hàng cùng với vu pháp. Ánh mắt Diệp Húc hơi nhíu lại, lại chăm chú vào hoa sen dưới chân của hắn, vô cùng khâm phục Phương Trung Sơn này. Người này không hổ là cường giả võ đạo đệ nhất Liễu Châu, thực lực của hắn thậm chí còn mạnh hơn cả vu sĩ bình thường một chút. Cách biệt giữa vu võ là một trời một vực, hắn có thể làm đến mức này, đích xác làm cho người ta phải tâm lạnh. Quần áo Diệp Húc rung lên, hắn đi từng bước vào trong lòng sông, cương khí hùng hậu phát ra từ dưới chân hắn, trên mặt nước đánh ra từng gợn sóng, không ngờ cũng đứng vững vàng ở trên mặt sông. Đây là tác dụng của cương khí trên mặt nước, nâng thân hình của hắn lên, so với dùng môn khinh công, công pháp thanh dực bức vương quyết, bay lượn trên mặt nước lại càng tốt hơn. Tuy nhiên so sánh giữa hai người, Diệp Húc vẫn kém Phương Trung Sơn rất nhiều. Hắn là dựa vào cương khí đánh trên mặt nước khiến cho mình đi lại trên mặt nước, mà Phương Trung Sơn lại là đi bộ sinh liên, gần giống với thần thông của vu sĩ. Dù vậy, Diệp Húc vẫn không chùn bước, ngược lại chiến ý hừng hực. Bề ngoài hắn thanh tú, nội tâm lại cuồng dã như mãnh hổ nằm nghiêng, ai cũng không sợ.
Cho dù đối phương có là cường giả võ đạo đệ nhất Liễu Châu, danh tiếng cực lớn, nhưng ý niệm đầu tiên trong đầu của hắn không phải là chạy trốn, mà là so tài cao thấp với đối phương. Phương Trung Sơn, con của ngươi muốn giết ta, kết quả đã bị ta giết. Người hầu của ngươi muốn giết ta, cũng bị ta giết. Bây giờ ngươi cũng muốn giết ta, vừa vặn ta có thể cho người một nhà các ngươi được đoàn tụ. Diệp Húc chân bước trên mặt nước, nhanh chóng đi về phía Phương Trung Sơn. Hắn cười ha hả, thanh âm trên mặt sông được phóng to không ngớt. Hôm nay vị trí cao thủ võ đạo đã nhất phải đổi chủ. Phương Trung Sơn trong mắt phun ra lửa giận. Những lời này của Diệp Húc hoàn toàn châm lên lửa giận trong lòng của hắn. Hắn liền quát lớn một tiếng, thanh âm nổ vang giống như sấm sét vang tận mây xanh vậy. Hắn mở bước chân hướng tới Diệp Húc phóng đi. Thanh bào tung bay giống như con ưng khổng lồ, bước chân hạ xuống, bùng nổ một cái cột nước thật lớn, khi thế long trời đất nở. Chết đi! Tay của hắn đỏ thẫm như máu, bàn tay như cái quạt hương bồ đánh thẳng tới trước. Hắn hô lên một tiếng, Diệp Húc chỉ thấy một trường ấn đỏ rực từ bàn tay của hắn bay ra, trong lòng không khỏi cả kinh. Trường ấn càng lúc càng lớn, gần như bằng nửa thân người của hắn rồi, bao phủ lấy Diệp Húc. Đây là một đạo trường ấn được tạo thành từ cương khí của Cửu Dương Liệt Hỏa. Đao cương kiên cố, không có gì phá nổi, bao hàm ngọn lửa mãnh liệt, cực đoan, cực nóng. Trong nháy mắt đã làm cho nước sông sôi trào, tràn ngập sương mù tuyết trắng. Trường ấn này là do cương khí của Phương Trung Sơn biến thành, nhiều có thực chất, có thể giết người ở mấy chục thước xa. Nó so với đao cương còn mạnh hơn mấy lần, cho dù là Diệp Ly tu luyện tới cương khí ngoại phóng cũng bị một trường này chụp chết. Trường ấn đánh ra, Phương Trung Sơn lại ấm tay khinh đạn, chỉ nghe thấy ba tiếng bạo vang không dứt. Đầu ngón tay của hắn bắn ra từng đạo dấu tay, hình như là ngón tay người, tuy nhiên lực cực dài, cực thô, giống như bốn cái liệt hỏa trường mâu vậy. Tất cả theo sát sau trường ấn liệt hỏa cùng nhau phóng tới Diệp Húc. Đây là thực lực của võ đạo đệ nhất cao thủ Liễu Châu, Phương gia võ học cảnh giới cao nhất, tiên thiên bá thể trong Cửu Dương bá thể, gần như vu pháp của vu sĩ. Liệt hỏa đại trường ấn này khí thế như rời non lấp biển đánh tới. Diệp Húc nhìn thẳng vào trường ấn, há mồm hét lớn một tiếng, ngang nhiên không sợ. Bàn tay to khô gầy đen sắc đột nhiên phóng lên đón nhận. Trường phong kịch liệt gần như xé mở toàn bộ đường sông, khiến nước sông khô cạn. Hắn cảm thấy bàn tay chuyển tới từng lực lượng cực mạnh ép tới, ép tới mức nửa thân hình của hắn chìm vào trong nước. Trường ấn lớn này chất chứa lực lượng quá mức kinh người, hoàn toàn có thể đánh bẹp thân thể tiên thiên của hắn, thậm chí còn muốn siêu việt hơn. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn, tay kia đánh ra trường, đánh thật vào mu bàn tay của chính mình. Hai cỗ lực đạo mạnh mẽ tăng thêm, lập tức đánh nát liệt hỏa đại trường của Phương Trung Sơn. Bốn dấu chỉ ấn theo sau lập tức tiến tới, đánh trúng vào lòng bàn tay của Diệp Húc, phát ra những tiếng trầm đục, lần lượt bị đánh nát. Thế nhưng chỉ lực vô song vẫn đâm phập vào lòng bàn tay của Diệp Húc, gần như đánh cho lòng bàn tay của hắn bị thủng một lỗ. Ngay sau đấy, Phương Trung Sơn liền đi tới trước mặt của hắn, quyền phong như rồng, gào thét bao phủ lấy hắn. Sát khí sắc bén đâm tới khiếu huyệt toàn thân của hắn, khiến cho cơ thể của hắn nhảy lên, xương cốt rung động lách cách. Trong cơ thể của Diệp Húc, kiểu chuyển nguyên công lấy tốc độ vận chuyển nhanh khó có thể tưởng tượng. Lấy cường phá cường, lấy cứng phá cứng, ngang nhiên đón nhận nắm tay của Phương Trung Sơn. Cùng lúc đấy, tả quyền của hắn cũng tập kích ra, giống như mũi khoan thẳng tới bụng của Phương Trung Sơn. Đây chính là Chu gia phá sân quyền, mà tả trưởng của Phương Trung Sơn cũng gần như đánh tới vai trái của hắn. Trường lực nóng bỏng gần như đánh gãy xương và vai của hắn, ngay cả thân thể tam chuyển cũng không thể chịu nổi. Bốn cỗ lực lượng cực mạnh bùng nổ, hai người bay ngược ra, một người dừng ở tả ngạn sông Thanh Thủy, một dừng ở hữu ngạn. Diệp Húc gói ra một ngụm máu tươi, mặt như giấy vàng, cánh tay phải vô lực buông xuống thắt lưng. Hắn thử động cánh tay phải, bất đắc dĩ phát hiện cánh tay phải của hắn không một chút lực đạo, đầu vai truyền tới những cơn đau đớn kịch liệt. Ở bờ bên kia, Phương Trung Sơn sắc mặt đỏ lên, khóe miệng trào ra đường tơ máu, thân hình cong lại giống như một con tôm, đứng bên bờ sông liên tục mà nôn mửa. Bọn họ hai người gần như đồng thời bị thương, tuy nhiên Phương Trung Sơn vẫn là thắng một bậc, thương thế khá nhẹ, mà Diệp Húc bị đứt cánh tay phải, sức chiến đấu giảm đi. Diệp gia Diệp Thiếu Báo quả nhiên danh bất hư truyền, không phụ cái tên là thiên tài. Con trai Phương Đồng của ta chết trên tay của ngươi, quả không oan. Phương Trung Sơn chậm rãi đứng thẳng dậy, lau đi vết máu trên khóe miệng, âm thanh lạnh lùng mà nói: "Thật đáng tiếc, ngươi còn yếu hơn ta, hôm nay ngươi phải chết không thể nghi ngờ." "Phương Thế Thúc à, ngươi hiện giờ chạy đi còn kịp, nếu không thì sông Thanh Thủy này chính là nơi chôn cất của ngươi đấy." Diệp Húc thần sắc không thay đổi, hắn mỉm cười bình tĩnh nói:
Hắn trong lòng cảm thấy tức hận. Vừa rồi đánh nhau kịch liệt với Phương Trung Sơn, hắn vốn tính toán phá nát đan điền của đối phương, không nghĩ ra kiểu dương bá thể của Phương Trung Sơn không ngờ lại không thua kém kiểu chuyển nguyên công đệ tam chuyển của hắn chút nào. Tiên thiên bá thể, thân mình có cương khí hộ thể, toàn thân giống như kim loại đúc thành, rất khó phá hủy. Hơn nữa đan điền lại là nơi tập trung cương khí. Người bình thường đan điền là tử huyệt, nhưng đối với người tu luyện tới tiên thiên bá thể, đan điền ngược lại là nơi bọn họ phòng ngự mạnh nhất. Một quyền của Diệp Húc lọt vào cương khí chống đỡ, đối với Phương Trung Sơn thực tế tổn thương cũng không lớn. Hắn dù sao cũng mới bước vào cảnh giới tiên thiên, kinh nghiệm chưa thể phong phú, còn xa mới bằng được Phương Trung Sơn. Lúc này mới biết được một chiêu của mình thất bại thảm hại. Chết đến nơi rồi còn chấp mê không tỉnh sao? Phương Trung Sơn quát lớn, thả người dựng lên, thân hình giống như hỏa long nhảy ra hơn 30 mét, bôn tập thẳng tới Diệp Húc. Cương khí mãnh liệt đem không khí xung quanh cháy sạch. Diệp Thiếu Bảo, người chính là giết chết Phương Đồng, con ta ở nơi này. Hôm nay ta ở đây cũng lấy tính mạng của ngươi. Sang năm, ngày này ta sẽ đi tới tế mộ con trai ta. Tiện, sẽ đốt cho ngươi một ít tiền giấy. Hắn nhảy kéo dài trong nước sông Thanh Thủy, đi tới đỉnh đầu của Diệp Húc, thân như chim diều hâu, tay như ưng chảo, mà Diệp Húc chính là một con mồi dưới chảo của hắn, muốn chộp, bóp vỡ đầu Diệp Húc. Hắn nhảy kéo dài trong nước sông Thanh Thủy, đi tới đỉnh đầu của Diệp Húc, thân như chim diều hâu, tay như ưng chảo, mà Diệp Húc chính là con mồi dưới chảo của hắn, muốn một chảo bóp vỡ đầu Diệp Húc. Diệp Húc đứng thẳng bất động, cúi đầu thở dài, lẩm bẩm nói: đáng tiếc, Liễu Châu võ đạo đệ nhất nhân cứ như vậy mà sẽ chết đi. Không biết sang năm ngày này còn ai nhớ đến ngươi nữa không đây. Bạch Ngọc Lâu, đi ra cho ta. Đây là trận chiến đầu tiên ngươi ở trong tay của ta. Hãy dùng máu tươi của võ đạo đệ nhất nhân Liễu Châu tới tế cho hùng phong của ngươi đi. Quần áo của hắn bốc lên phần phật, sợi tóc bay lên. Trong đan điền, một cỗ tiên thiên cương khí phóng ra thúc giục Bạch Cục Lâu xoay tròn, bay vút lên cao, lao thẳng xuống đan điền, hướng tới Bách Hội Huyệt, đỉnh đầu phóng tới. Tu vi đạt tới tiên thiên, hắn có thể thúc giục được Bạch Cục Lâu. Phương Trung Sơn đột nhiên cảm giác được một tia khí tức chí mạnh, nguy hiểm vô cùng. Ưng chảo của hắn còn chưa hạ xuống, liền thấy một góc của một tòa ngọc lâu hiện ra trên đỉnh đầu của Diệp Húc, chậm rãi chuyển động bay ra. Tình cảnh lúc này quỷ dị vô cùng. Dường như tòa ngọc lâu này từ trong óc của Diệp Húc chui ra vậy. Tòa ngọc lâu này tuyết trắng trong suốt, vầng sáng màu xanh bay chung quanh thân lâu, mộng ảo rực rỡ, như thể một kiện tác phẩm nghệ thuật đẹp không sao kể xiết. Nhưng trong ngọc lâu lại phát ra một loại khí tức viễn cổ hoang dã, điên cuồng, bá đạo vô cùng. Áp lực của nó khiến cho người ta gần như không thể thở nổi. Thiên đạo kế thừa sao? Diệp Thiếu Bảo, người đã trở thành vũ sĩ ư? Phương Trung Sơn sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói: mà vũ sĩ thì sao, hôm nay ngươi phải chết. Ưng chảo của hắn ngang nhiên hạ xuống, còn chưa chạm tới Bạch Ngọc Lâu thì đã bị sóng gợn màu xanh chấn nát. Bạch Ngọc Lâu đánh thẳng tới hắn, đem vị cường giả võ đạo tu luyện cảnh giới cao nhất không kịp phát ra một tiếng kêu rên nào cả, thân thể như bị một cỗ lực lượng kỳ lạ đánh cho dập nát, tuôn ra một đoàn xương máu. Võ đạo đệ nhất cao thủ vậy mà chết rồi sao? Diệp Húc thấy uy lực của Ngọc Lâu làm cho hoảng sợ lẩm bẩm, lên tiếng nói: kiểu dương bá thế cũng quá mềm yếu rồi. Trong lòng của hắn hoảng sợ, thế nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Bạch Ngọc Lâu ngay cả mỹ nhân xà cũng có thể trấn áp tới chết. Phương Trung Sơn thực lực còn kém xa mỹ nhân xà, chết dưới va chạm của Bạch Ngọc Lâu là sự tình tất nhiên. Chỉ có điều khiến cho hắn không dự đoán được là Phương Trung Sơn chết quá nhanh, ngay cả một hiệp cũng không thể chống đỡ được, liền bị Bạch Ngọc Lâu đâm cho một cái chết toi. Uy lực của tòa Ngọc Lâu thật sự là quá mạnh, ngay cả võ đạo cường giả cũng không chịu nổi một kích sao? Đột nhiên hắn chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể giống như bị thủy triều cuốn đi, tòa Bạch Ngọc Lâu này giống như đoạt đi cương khí của hắn, trong chớp mắt đã làm cho tu vi của hắn bằng không. Ở xa xa, một bóng người bay nhanh tới, từ xa đã lớn tiếng: Thiếu Bảo, không cần đi mã trường nữa đâu, Phương Trung Sơn muốn giết ngươi, ngươi... Ồ, nhị tầng thiện thiện vô lượng Bạch Ngọc Lâu sao? Thiếu Bảo, ngươi trở thành vũ sĩ rồi sao? Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bát thúc Diệp Tư Chân đang tới. Nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng không khỏi vừa động. Nhị tầng thiện thiện vô lượng Bạch Ngọc Lâu ư? Ngọc Lâu của ta không phải chỉ có một tầng thôi sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Lâu càng ngày càng nhỏ. Nó không chui vào từ đỉnh đầu của hắn, mà theo đường yết hầu rơi xuống dạ dày, chui vào trong đan điền. Lúc Ngọc Lâu hạ xuống, trong nháy mắt hắn nhìn thấy rất rõ ràng, tòa Ngọc Lâu kia rõ ràng chia làm hai tầng, trong sáng như ngọc vậy. Diệp Húc ngẩn ngơ, sau một lúc lâu không nói lên lời. Hắn nhớ rõ ràng
tòa Bạch Ngọc Lâu trong đan điền của mình rõ ràng chỉ có một tầng, mà hiện giờ lại biến thêm một tầng nữa, biến thành nhị tầng Thiện Thiện Vô Lượng Bạch Ngọc Lâu, nâng cao một phẩm. Thiên đạo kế thừa Ngọc Lâu lấy trắng, đen, xanh, vàng bốn loại màu sắc chia làm bốn loại phẩm giai nhỏ, số tầng thì đại biểu cho phẩm bậc, tầng càng cao phẩm bậc càng cao. Một tầng Bạch Ngọc Lâu chỉ là thứ phẩm đứng dưới cùng, không nghĩ tới nó lại hơn một tầng, loại tình huống này hắn chưa từng nghe thấy bao giờ. Chẳng lẽ Ngọc Lâu của ta có thể trưởng thành hay sao? Không biết Ngọc Lâu của những người khác có phải là như thế này hay không? Diệp Tư Chân đi tới bên cạnh của hắn, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy trong sông Thanh Thủy khắp nơi đều là lưu lại dấu vết chiến đấu, không khỏi khẽ nhíu mày mà nói: "Thiếu Bảo, tay phải của ngươi đã bị chặt đứt rồi, chẳng lẽ ngươi gặp được Phương Trung Sơn rồi sao?" "Không ngờ ngươi có thể chạy thoát mệnh trong tay của hắn, xem ra trong thời gian này tu vi của ngươi quả nhiên tiến bộ thần tốc à." Diệp Tư Chân liên miên bất tuyệt tiếp tục nói không ngừng: "Tên tiểu tử kia chắc nhìn thấy ta tới đây cho nên mới bỏ ngươi lại chạy trối chết rồi. Thiếu Bảo à, ngươi nợ ta một mệnh. Tuy nhiên nói gì thì nói, Cửu Dương Bá Thể của hắn quả thật rất lợi hại, ngay cả ta cũng không có nắm chắc 10 phần xử lý hắn đâu." Diệp Húc hồi phục lại tinh thần, không mặn không nhạt mà nói: "Làm phiền bắt thúc quan tâm, Phương Trung Sơn đã bị ta giết." Lại nói, Diệp Tư Chân và Diệp Tư Thiên là hai người đều là chấp sự nội phủ, phụ trách dạy bảo võ nghệ cho đệ tử tông thất, lúc trước từng rất chiếu cố với hắn. Nhưng khi Diệp Húc xuống dốc, hai người đúng là không thèm quan tâm, rất đúng với hai từ hai người nịnh bợ. Hơn nữa sau khi lễ săn thú kết thúc, chỉ có Mã Tam Bảo cùng hai vu sĩ ngoại môn khác đi tìm kiếm tung tích của Diệp Húc. Diệp Tư Chân cùng các thúc bá khác thì không thèm quan tâm tới an nguy của hắn, làm trái tim của hắn cảm thấy băng giá vô cùng. Bởi vậy Diệp Húc nhìn thấy hắn, trong lòng nhiều ít có chút không vui. Tuy nhiên Diệp Tư Chân đúng thật là tới nơi đây vì hắn, Diệp Húc chỉ có thể đè không vui vào trong lòng. Phương Trung Sơn đã chết sao? Diệp Tư Chân đứng ngây ngốc tại chỗ, thất thanh lắp bắp nói: "Phương Trung Sơn chính là võ đạo đệ nhất nhân của Liễu Châu này, thực lực cực mạnh, so với bình thường vu sĩ cũng không chút sợ hãi." Diệp Húc nói Phương Trung Sơn chết trong tay hắn, làm sao hắn không kinh ngạc cho được. Diệp Húc mỉm cười lên tiếng: "Bát thúc, còn có chuyện gì sao? Nếu đúng không có gì, như vậy ta đi về trước đây." Diệp Tư Chân như mất hồn mất vía, phất phất tay ra hiệu cho hắn rời đi. Đợi cho Diệp Húc đi xa rồi, hắn mới phục hồi lại tinh thần. "Không xong rồi, sao lại để tiểu tử này đi rồi? Thiếu Bảo có được nhị tầng Thiên Thiện Vô Lượng Bạch Cục Lâu, phải hỏi cho rõ ràng mới được. Mà thôi đi, việc này quan trọng lớn, vẫn là về bẩm báo với nội phủ trước rồi nói sau." Diệp Húc đi tới mã trường, xương bả vai của hắn bị Phương Trung Sơn đánh gãy, cánh tay phải gần như bị phế bỏ, đau đớn tận cõi lòng. Tuy nhiên, hắn lại cực kỳ hưng phấn, yên lặng tâm thần, ý niệm tiến vào trong Bạch Ngọc Lâu, chỉ thấy cảnh tượng trong Bạch Ngọc Lâu khác hẳn với trước kia. Lúc này, không gian trong Bạch Ngọc Lâu cực kỳ rộng lớn, từ phạm vi 10 mẫu biến thành hơn 100 mẫu rồi. Mà Ngọc Hoa Giao Chỉ biến thành một hồ nước nhỏ, sóng biếc gợn nhẹ, mặt hồ tràn ngập sương mù màu trắng. Đảo nhỏ trong hồ, cây ngọc thụ thẳng tắp chống trời, làm cho vòm của không gian thủng một lỗ. Thân cổ thụ cắm vào hư không, giống như thanh sắc ngọc trụ kình thiên. Trên thân thụ ngọc vảy có thể thấy được rõ ràng, giống như thân thể của một con thương long vậy. Về phần tán cây ngọc thụ thì đã biến mất trên vòm trời. Như thế ngọc thụ rất cao, làm cho trời thủng một lỗ. Tán cây làm cho Bạch Ngọc Lâu nhiều hơn một tầng. Ngọc Lâu tuy rằng nhiều hơn một tầng, nhưng hắn không cách nào tiến vào. Muốn mở tầng thứ hai của Bạch Ngọc Lâu, trừ phi hắn tu luyện tới tam chân cảnh. Trong Ngọc Lâu của những người khác có phải có một gốc cây cổ thụ quái dị như của ta hay không đây? Ngọc Lâu của bọn họ có thể trưởng thành hay không đây? Diệp Húc đúng là biết rất ít về vu sĩ, hận không thể quay đầu bắt Diệp Tư Chân lại đây xem cảnh tượng trong Ngọc Lâu của hắn như thế nào, có phải khác với Ngọc Lâu của mình hay không. Diệp Tư Chân trở lại nội phủ, khẳng định sẽ đem chuyện ta có Bạch Ngọc Lâu chuyển ra ngoài. Lai lịch tòa Ngọc Lâu này ta không thể giải thích được. Diệp Húc trầm ngâm: lai lịch Bạch Ngọc Lâu cổ quái, những vu sĩ khác khi có Ngọc Lâu cũng là nguyên thần kết nối với thiên đạo, được thiên đạo ban thưởng kế thừa, mà Ngọc Lâu của hắn lại từ khi sinh ra đã có lai lịch cổ quái, rất khó giải thích cho nội phủ. Thậm chí tòa Ngọc Lâu này có thể đánh nát được thất tầng thất tinh thanh quang Hàn Ngọc Lâu mà thiên đạo ban tặng, khiến cho nội phủ nghĩ có người âm thầm đánh lén, làm ồn ào cả Liễu Châu. Không bằng nói là lần trước ở võ bịa cát bị đánh lén, không hoàn toàn đánh nát được thất tinh Hàn Ngọc Lâu, còn lại hai tầng. Diệp Húc thầm nghĩ, giải thích này qua loa, thế nhưng miễn cưỡng có thể lừa gạt được qua. Đột nhiên Diệp Húc chú ý tới trung tâm của đảo nhỏ, trên Ngọc Hoa Giao Chỉ
lơ lửng một mảnh lá cây màu vàng. Nó nằm sấp phập phồng trong sương mù, tản ra hào quang màu vàng. Trong lòng vừa động, lần trước hắn bước vào không gian này, mặt trên của phiến lá cây màu vàng này che kín những văn tự kỳ lạ. Những văn tự này không ngừng gia tăng, dường như có một người tàng hình đang viết chữ lên trên lá cây này vậy. Mà hiện giờ, phiến lá cây đã thành thục rơi ra, ngã xuống trên đảo nhỏ. Hay có thể nói, những văn tự viết trên lá cây đã hoàn tất. Không biết trên phiến lá cây màu vàng này ghi lại vu pháp hay tâm pháp đây. Diệp Phúc ý thức phiêu đãng bay tới đảo nhỏ trong hồ nước. Tay của hắn còn chưa kịp động tới lá vàng, đột nhiên hào quang nở rộ, hướng tới khoảng không phía trước bắn ra một mảnh quầng sáng. Một loạt những văn tự bên trong lá vàng ầm ầm trào ra, rậm rạp hình thành một thiên kinh văn mấy ngàn chữ trước mắt của hắn, màu vàng chói lọi. Đột nhiên thiên kinh văn kia dường như sống động như thường vậy, vô số văn tự chen chúc chui vào trong não của hắn. Đồng thời một thanh âm lớn vang lên bên tai của hắn, giống như cả triệu người đồng thanh tụ sướng kinh văn, tất cả đều đồng thanh tuyên truyền giác ngộ. Sau một lúc lâu, những văn tự tiến vào trong đầu của hắn, những thanh âm vang dội dần dần đình chỉ, lá vàng cũng biến thành cho tàn, biến mất không thấy đâu nữa. Những chữ như nồng nọc mà Diệp Phúc không thể nhận biết này, thanh âm tụng kinh cũng là ngôn ngữ sớm biến mất từ thời thượng cổ, nhưng Diệp Phúc dường như lại hiểu được hàm nghĩa bên trong kinh văn. Một thiên khẩu quyết chậm rãi lưu chuyển trong đầu của hắn. Tiểu chu thiên tinh đấu vi trần cấm pháp, cái này tới cùng là vu pháp hay tâm pháp đây? Diệp Phúc nhắm hai mắt lại, quan sát lại một lần. Các loại áo nghĩa của kinh văn không nói cũng hiểu, dường như hắn đã sớm nghiên cứu qua môn tâm pháp này, nghiên cứu đến thấu triệt, lĩnh hội toàn bộ áo nghĩa của tâm pháp này. Kinh văn trên phiến lá vàng kia là quy tắc chung bao hòa một môn chu thiên tinh đấu thuật và một môn gọi là tiểu chu thiên tinh đấu trận pháp. Tiểu chu thiên tinh đấu trận pháp cần một loại là tinh thần nguyên tử khoáng vật. Diệp Phúc chưa từng nghe nói qua bao giờ, cho nên phải dứt bỏ trận pháp này mà chuyên tâm nghiên cứu chu thiên tinh đấu luyện khí thuật. Môn tâm pháp này thu khí bổ nguyên, trộm thiên địa, đoạt tạo hóa, dẫn đường chu thiên tinh lực bổ sung nguyên khí. Hình như so với mãng cổ chu cáp đại lực thần thông còn muốn cao minh hơn thì phải. Sau một lúc lâu, hắn nói ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói: so với mãng cổ chu cáp đại lực thần thông cao minh hơn, điều này sao có thể? Diệp Phúc tuy rằng không rõ về vu sĩ cho lắm, hiểu biết cũng không nhiều, nhưng cũng biết vu sĩ khi tu luyện là phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Cái gọi là thiên địa nguyên khí chính là chỉ thuần dương khí phát ra từ những ngôi sao và thái dương. Mãng cổ chu cáp đại lực thần thông nhìn qua thổ nạp nguyên khí thiên địa thật lớn, các loại tâm pháp khác không thể thắng được. Mà môn chu thiên tinh đấu luyện khí thuật hấp thụ nguyên khí càng thêm nhiều hơn, chẳng những bao gồm thái dương còn có thái âm tinh, thậm chí ngay cả tiểu chu thiên 72 tinh đấu cũng bao gồm ở trong đấy. Dùng chu thiên tinh lực để thăng tu vi, có thể thấy được chu thiên tinh đấu luyện khí thuật quả thực cao minh hơn mãng cổ chu cấp đại lực thần thông không ít. Tuy nhiên, mãng cổ chu cấp đại lực thần thông là Diệp phủ trấn gia chi bảo, Liễu Châu vô thượng tuyệt học, Diệp gia dựa vào môn tâm pháp này hùng cứ cửu lê bách văn sơn 300 năm. Bởi vậy, trong lòng của hắn ít nhiều có chút không tin tinh đấu luyện kỹ thuật sẽ vượt qua đại lực thần thông này. Trong nội phủ Diệp gia, rất nhiều vũ sĩ tụ tập đông đủ. Ba người cầm quyền lớn nhất của Diệp gia là Diệp Tư Mẫn, Diệp Tư Chiết, Diệp Tư Nhiên cũng đột nhiên tham gia. Mặt khác, trong lớp cao tầng của nội phủ Diệp gia tổng cộng hơn 20 người hiện diện, có thể nói là nhân tài đông đúc. Nhị ca, tên tiểu tập chủng Diệp Phúc kia giết nhi tử Diệp Kiên của ta, tại sao lại không xử tử nó đi? Quy củ của nội phủ ở đâu ra vậy? Khuôn mặt của Diệp Tư Manh dữ tợn đứng bật lên, lạnh lùng chất vấn. Diệp Tư Mẫn nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, cười tủm tỉm: thập thất đệ yên tâm, chớ vội. Diệp Húc giết Diệp Kiên đó hẳn là trái với quy củ của nội phủ, sẽ bị xử lý và trừng phạt thỏa đáng. Hôm nay vi huynh triệu tập mọi người tới đây là muốn tuyên bố với chư vị một điều. Diệp Tư Manh ngồi xuống hừ lạnh mà nói: nhị ca, Diệp Húc trở về nhà đã được 4-5 ngày rồi mà nội phủ vẫn một mực không xử trí nó. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, chỉ sợ người khác chê cười Diệp gia ta không có quy củ mà thôi. Diệp Tư Mẫn dừng dưng đáp lại: phủ chủ liên tục bế quan, ta thì có thể làm được gì? Không lâu sau lễ săn thú, Diệp Tư Đạo bèn tuyên bố bế quan. Tới tận bây giờ vẫn chưa thấy lão xuất quan. Ông ta lườm Diệp Tư Manh một cái, trong lòng cười khẩy: Diệp Húc vừa mới tiến vào nội phủ Vu Khố, từ lâu ngươi nhìn nó đã không thuận mắt rồi, lén sai người thông chi cho Phương gia. Lúc đấy xém nữa Diệp Húc đã chết trong tay Phương Trung Sơn. Bây giờ ngươi còn ở đấy giả mù sa mưa, đòi xử trí Diệp Húc, ngươi thật quá coi thường ta rồi. Thật ra hắn cũng không cam tâm buông tha cho Diệp Húc như vậy.
Diệp Ly là nô tài của hắn. Nói trắng trợn hơn thì Diệp Ly chính là một con chó của hắn. Diệp Húc biết rõ con chó Diệp Ly là hắn nuôi, lại dám đánh chết tên Diệp Ly này. Cái này người ta gọi là đánh chó phải ngó mặt chủ, vuốt mặt không để mũi. Con chó đó bị người ta đánh chết, đương nhiên chủ nhân của nó phải đòi lại mặt mũi rồi. Với lại, bây giờ tính trong lớp con cháu thuộc hoàng tộc Diệp gia thì như tử Diệp Phong của hắn. Nếu không có gã Diệp Húc này thì Diệp Phong sẽ được chọn làm nhân tuyển tốt nhất cho chức vụ Diệp phủ chủ. Sâu ở trong tâm, hắn cũng hy vọng thằng con mình có thể trở thành đương nhiệm phủ chủ đời kế tiếp của Diệp gia. Nếu muốn niềm hy vọng Diệp Phong trở thành phủ chủ đời sau trở thành sự thực, điều kiện tiên quyết nhất đó là diệt trừ cái chướng ngại vật Diệp Húc này đi. Diệp Tư Mẫn đảo mắt một vòng, nghiêm mặt nói: "Song lời thập thất đệ nói cũng đúng, nhất định phải trừng trị Diệp Húc này. Nếu không người khác sẽ chê cười Diệp gia ta không có quy củ. Phủ chủ một mực bế quan không ra, chức phủ chủ tạm thời sẽ do ta quán. Các vị thử thương thảo xem, rốt cuộc nên xử trí nó như thế nào đây." Diệp Tư Manh cất cao giọng, lạnh lùng: "Quy củ của Diệp gia ta nghiêm cấm thủ túc tương tàn. Diệp Húc chẳng những đã thương Diệp Phong, còn giết Diệp Ly. Thậm chí ngay cả con trai Diệp Kiên của ta cũng chết dưới tay của nó. Nó quả thực là điên khùng, tội ác tày trời mà. Y theo gia pháp, nghịch tử như vậy, phải nên xử tử." Diệp Tư Mẫn nhìn về phía hai người Diệp Tư Chiết, Diệp Tư Nhiên, mỉm cười mà nói: "Tứ đệ, thập tam đệ, các ngươi nghĩ sao?" Diệp Tư Chiết lắc đầu mà nói: "Nhị ca, quyền phủ chủ tạm thời do huynh nắm, việc này đương nhiên do huynh quyết định rồi." Diệp Húc giết chết Diệp Ly, đả thương Diệp Phong, chắc chắn đã xúc phạm Diệp Tư Mẫn, nên Diệp Tư Chiết cũng không muốn vì Diệp Húc mà đắc tội với ông ta. Huống chi hắn cũng mới nhận được tin tên Phương Trung Sơn đã canh me ở chỗ trường ngựa, chỉ chờ Diệp Húc chui đầu vào lưới. Phương Trung Sơn chính là đại nhất nhân trong giới võ đạo Liễu Châu, hắn cũng không cho rằng Diệp Húc có thể thoát khỏi bàn tay của Phương Trung Sơn. Vì một người chết mà đắc tội với Diệp Tư Mẫn thật chẳng đáng. Diệp Tư Nhiên cũng suy nghĩ giống như hắn, thở dài nói: "Hey, đáng tiếc, từ chất thiếu bảo thiên hạ hiếm có, thế nhưng lại làm những chuyện ngu xuẩn như vậy, thật khiến người ta thất vọng." Diệp Tư Mẫn thấy hai người không phản đối, trong lòng cũng yên tâm hơn. Diệp Tư Chiết, Diệp Tư Nhiên có quyền hành trưởng quản nội phủ, hai người không có dị nghị gì. Diệp Tư Mẫn liền có thể dứt khoát định tội cho Diệp Húc, chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của những người khác. Diệp Tư Mẫn mỉm cười: "Nếu đã như vậy, ta xin tuyên bố bãi bỏ tư cách gia tộc của Diệp Húc, gạch họ tên ra khỏi gia phả, phế bỏ võ công, trượng hình cho đến chết thì thôi." Ông ta còn chưa kịp nói xong, cửa phòng đột nhiên mở ra, Diệp Tư Chân với dáng vẻ phong trần mệt mỏi đi vào. Diệp Tư Mẫn khẽ nhíu mày, có chút không vui, trầm giọng hỏi: "Lão bát, sao ngươi không hiểu quy củ chút nào vậy?" Diệp Tư Chân chẳng thèm xin lỗi, gào lên: "Phương Trung Sơn bị thiếu bảo đánh chết rồi, trên người của nó còn có nhị tinh vô lượng bạch ngọc lâu, ta đoán chừng tiểu tử này đã trở thành một tên vu sĩ rồi." Lời vừa nói xong, lập tức một mảnh xôn xao, mọi người đều châu đầu ghé tai, nhao nhao nghị luận. Diệp Tư Chiết đột nhiên đứng dậy, cười ha hả mà nói: "Nhị ca, tiểu đệ cho rằng chuyện xử trí thiếu bảo cần phải được bàn bạc thêm rồi. Ê, ta nghe nói trong lễ liệp thú, Diệp Kiên động thủ với thiếu bảo trước, hắn chủ tâm muốn dồn gã vào chỗ chết. Thiếu bảo chỉ là phản kích tự vệ, mới lỡ tay giết Diệp Kiên. Còn nữa, Diệp Ly chỉ là một tên nô tài, một con chó của nhà ta thôi. Nó chết hay sống thì cũng xong rồi, có đáng để cho đệ tử tông thất chúng ta thưởng mạng cho một con chó hay không đây? Đây là cái đạo lý gì vậy?" Diệp Tư Nhiên cũng đứng lên, chắp tay mà nói: "Nhị ca nghĩ lại đi, thiếu bảo trở thành vu sĩ chính là đại hỷ sự của Diệp gia ta. Nếu như phủ chủ biết được chuyện này, nhất định sẽ rất vui vẻ." Diệp Tư Mẫn sắc mặt tái nhợt, hai tên này vừa rồi đều cùng một bộ dạng ngầm đồng ý, bây giờ gió chiều nào che chiều ấy. Lời nói gió bay đơn giản là vì nghe được tin Diệp Húc trở thành vũ sĩ, tiền đồ vô lượng, bởi vậy mới không để ý gì đến sĩ diện, thậm chí còn mang ra phủ chủ để dọa ông ta nữa. Mấy vũ sĩ khác nhao nhao tiến lên khuyên bảo, Diệp Tư Mẫn đột nhiên cười khanh khách mà nói: "Thiếu bảo tài năng trở thành vũ sĩ, ta yêu quý hắn còn không kịp, sao lại xử tội nhỉ?" Ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng trong lòng của hắn lại hừng hực lửa giận, hận không thể đem Diệp Húc lột da rút xương. "Diệp thiếu báo, cái tên chất bẩm kia, hết lần này tới lần khác muốn đối nghịch với ta. Nhị tinh quang huy vô lượng bạch ngọc lâu, nơi đó từng là thiên tài, đến tuyệt cùng hay là xuống dốc rồi đây?" Tại chuồng ngựa của Diệp gia, Tô Kiều Kiều xé gấu váy ra, cẩn thận từng ly từng tí, treo trên cổ Diệp Húc, đem cánh tay phải của gã cố định lại, rồi oán giận nói: "Thiếu gia, Phương Trung Sơn lợi hại như vậy, đánh không lại hắn thì chạy đi, sao phải liều mạng với hắn như vậy?" "Không đánh với hắn một trận, làm sao biết trình độ của ta nông hay sâu chứ?" Diệp Húc cười nói:
Đơn giản như vậy nè. Muốn võ đạo tiến bộ phải liên tục giao lưu với kẻ khác. Nếu cứ cắm đầu vào luyện võ suốt cả đời cũng không thành được cao thủ đâu. Tô Kiều Kiều thè lưỡi, đôi mắt giảo hoạt chớp chớp. Nàng cười nói: ta cảm thấy nên luyện nội công trước đã, sau đó đợi khi tu vi thăng tiến, đánh chết hết lũ người xấu, như vậy mới an toàn, nhưng không kém phần uy phong đâu. Mấy tên vũ sĩ ở nội phủ cũng giống như trong ảo tưởng của ngươi vậy. Đáng tiếc bọn họ không có một chút kinh nghiệm giao chiến. Dù có một thân tu vi, loại người này cho dù trở thành vũ sĩ đều là một đám phế vật cả. Diệp Húc nói đến đây đột nhiên cười nói: Kiều Kiều, ngươi có muốn quay về nội phủ không? Có thể trở về nhà mình đương nhiên là tuyệt rồi. Tô Kiều Kiều có chút bận tâm, nàng lên tiếng nói: thiếu gia à, chỉ sợ nội phủ sẽ không để cho chúng ta trở về đâu. Thiếu gia đánh chết Diệp Kiên, e rằng bọn họ còn trừng phạt chúng ta. Trừng phạt sao? Kiều Kiều, người yên tâm đi, nội phủ tuyệt đối sẽ không dám xử trí chúng ta đâu. Diệp Húc cười lạnh, bộ mặt thật của nội phủ gã sớm đã hiểu rất rõ. Nếu như mình chết trong tay của Phương Trung Sơn, nói không chừng bọn hắn còn có thể truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới, đại loại như cái chết của gã là không rõ nguyên nhân, ở trên bộ phận của mình còn thêm số nét chữ lăng nhục. Nhưng nếu như bọn họ biết mình còn sống, ngược lại tên Phương Trung Sơn còn bị mình giết chết, thậm chí mình còn được nhị tinh quang huy vô lượng bạch ngọc lâu, vậy thì căn bản không có bất luận cái gì được gọi là trừng phạt ở đây cả, biết đâu còn có cả sự ban thưởng nữa đấy. Cả cái nội phủ Diệp gia này như một con buôn chính hiệu, nơi mà ngươi đấu ta đá, âm mưu tính toán với nhau. Nội phủ sớm đã biến thành một đấu võ trường, tranh giành quyền lực và địa vị, ai cũng dối trá, chỉ là một kẻ ba phải. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, mặc sắc anh có gây sự to bằng trời đi chăng nữa thì họ cũng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Nếu không có thực lực, mọi người sẽ để anh xuống hố, chẳng biết ai sẽ sơ ý bỏ đá xuống giếng, ai dám đạp anh xuống dưới gót chân của họ. Nếu không có Diệp Tư Đạo, vị đệ nhất vũ sĩ trong giới ma đạo Liễu Châu này chống lưng làm cảnh, thì Diệp phủ sớm đã bị hai đại thế gia khác tại Vu Hoang tiêu diệt rồi. Hôm nay Diệp Húc giết chết tên Phương Trung Sơn, cộng với tin tức gã có được hai tầng bạch ngọc lâu, Diệp Húc dám khẳng định nếu như mình có ý định trở về nội phủ tuyệt đối sẽ vỗ tay hoan nghênh. Đây là hiệu quả của thực lực, nhất là loại gia tộc thế gia lớn tại Vu Hoang này. Thực lực đại biểu cho quyền được phát ngôn, cùng với đặc quyền khống chế sinh tử của kẻ khác. Kiều Kiều, chúng ta đi thôi, lần này trở về nội phủ ta sẽ đem ngươi về nhà của chúng ta. Tô Kiều Kiều hơi ngập ngừng, nàng nói: thiếu gia, thương thế của ngươi còn chưa lành. Bị thương một chút có đáng gì chứ, cùng lắm 3-4 ngày sẽ khỏi thôi. Diệp Phúc vận chuyển kiểu chuyển nguyên công, từng mảnh xương vỡ xen lẫn huyết ti bị ép ra ngoài trên bả vai rồi rơi xuống đất. Những thứ này là mảnh xương vỡ từ bả vai của gã, trong đó trần lẫn huyết nhục rất khó thanh trừ. Gã tu luyện thân thể tới cảnh giới tiên thiên, cơ thể vô cùng mạnh mẽ, những mảnh xương vỡ đó bị gã dùng lực lượng tiên thiên ép từ trong cơ thể đi ra. Tiếng rạn nứt từ xương bả vai cộng thêm cảm giác ngứa ấy tê tái, nhưng gã vẫn không dừng, dùng cương khí chữa trị phần xương bị gãy, hòa tan máu bầm, tu bổ tổn thương. Chủ Mã Trường, cho ta hai món vũ khí, vừa vặn ta sẽ mang theo. Tô Kiều Kiều xoay người đi về phòng, cao hứng nói. Diệp Húc không khỏi tò mò, gã vừa thu thập hành lý xong đã thấy nha đầu kia xách hai thanh chiến chùy bước ra. Cặp chiến chùy này to không thể tả, toàn bộ đều do thanh đồng tạo thành, từng đồng hoa văn màu xanh rải đều ở phía đầu chùy, từ xa nhìn lại trông như hai trái dưa hấu, ít nhất cũng nặng hơn 100 cân. Diệp Húc bất đắc dĩ nói: Kiều Kiều, chúng ta chỉ đi nội phủ đòi lại căn nhà thôi, không phải đi giết người. Tô Kiều Kiều vung vẩy cặp dưa hấu đằng đằng sát khí: mang theo vũ khí lo trước khỏi hóa, thiếu gia chúng ta đi thôi. Hai người đi liền một mạch tới Diệp phủ, tới đâu cũng gặp phải ánh mắt kỳ dị tới tấp nhìn lên trên người bọn họ. Trong lòng Tô Kiều Kiều lo lắng không yên, nàng thấp giọng mà nói: thiếu gia, hay là chúng ta đi tới chỗ dành cho nô lệ thôi, chứ đi đến nhà của Lục gia tại nội phủ vậy có phải là quá kiêu ngạo hay không? Người ta có đuổi chúng ta đi không? Kiêu ngạo thì sao chứ, ta còn muốn hung hăng cản quấy hơn nữa kìa. Diệp Phúc đi đến trước viện tử nơi vốn từng thuộc về gã, nhấc chân đá bung đại môn ra, thản nhiên bước vào. Tên nào dám liều lĩnh xông vào viện tử của Lục gia vậy, còn đá bay cửa nhà Lục gia, thật là to gan, chán sống được sao? 7-8 tên gia nô vừa nghe được động tĩnh lập tức xuất hiện, giới đao 5 năm ở trong tay bao vây bọn họ lại. Trong số đó có một lão nô lớn tuổi lạnh lùng quát: biết đây là chỗ nào không? Tô Kiều Kiều khẩn trương vô cùng, gắt gao siết chặt cặp chùy dưa hấu, tùy thời là chuẩn bị khai chiến. Sắc mặt Diệp Húc bình thản, coi mấy tên gia nô này như không khí. Lão nô kia hiển nhiên cũng biết gã, ánh mắt lập lòe, không dám động thủ. Diệp Húc, ngươi tới đây làm gì? Sau một lúc lâu, Diệp Phong từ trong sân đi ra, sắc mặt tái nhợt,
ác độc mà nhìn gã, mỉa mai nói: "Nơi này không phải chỗ dành cho loại người không có thân phận như ngươi đâu." Diệp Húc tham lam nhìn xem cảnh trí quen thuộc bốn phía. Mình đã sống ở nơi này 14 năm trời. Gã mỉm cười nói: "Lục ca, cảm ơn ngươi thời gian qua đã giúp ta chăm sóc ngôi nhà của tổ tiên. Bây giờ ta đã trở về, ngươi có thể lăn ra ngoài được rồi." "To gan, dám mà nói với Lục gia kiểu đó sao? Còn không tự vào miệng để ta lỗi sao?" Lão nô kia ỉ vào Diệp Phong ở bên, dũng khí liền trỗi dậy, nghiêm giọng mà quát. Bốp một tiếng, Diệp Phong đột nhiên quay người, liên tục tát vào mặt hắn. Cái tên nô bộc già kia miệng mồm đầy máu, đứng im ngây ngốc, chẳng biết tại sao mình lại bị ăn đòn như vậy. Diệp Phong sắc mặt âm trầm, lạnh lùng mà nhìn Diệp Húc. Trong lòng của hắn hiểu rõ, Diệp Húc sở dĩ dám tới nơi này, tất nhiên phải có chỗ dựa. Cộng thêm trước đó không lâu truyền đến tin tức về cái chết của Diệp Ly, hắn dám khẳng định võ đạo của Diệp Húc đã bước vào cảnh giới tiên thiên, thậm chí đã trở thành vu sĩ. Ở Diệp phủ, nếu anh trở thành một vu sĩ thì sẽ nắm đại quyền sinh sát trong tay, thân phận gia nô cũng có thể thoát khỏi nô tịch trói buộc, địa vị cuộc sống sẽ ngang với vu sĩ trong nội phủ. Cái tên nô bộc già này đúng là có mắt không chồng, dám bảo Diệp Húc tự vả vào miệng mình, rõ ràng là muốn bị ăn đòn mà. "Lão thất, nếu như câu đó là do ta nói thì ngươi có chết ta không?" Diệp Phong liếm liếm môi, trầm giọng hỏi. Diệp Húc mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nói khẽ: "Lục ca, ngươi biết kết quả mà." Diệp Phong chứng kiến diễn cảm của gã, không khỏi dùng mình. Hắn dám khẳng định, nếu như mình cố ý nói như vậy, Diệp Húc nhất định sẽ động thủ giết người, ngay cả lông mày cũng không thèm nhíu lại một cái. Diệp Húc nếu như muốn giết chết hắn, chỉ cần một chiêu thôi. Mặc dù hắn có lão cha cường hãn, nhưng Diệp Tư Mẫn lại không có ở đây. "Chúng ta đi." Diệp Phong không dám ở lâu, bước nhanh ra ngoài. Đám gia nô khác cuống quýt cất bước, chật vật đuổi theo. Diệp Húc khoảnh thân chặn trước mặt bọn họ, thản nhiên mà nói: "Lục ca, ngươi hẳn là nghe không rõ phải không? Ta nói ngươi năn ra, chứ không phải đi ra." "Ngươi..." Diệp Phong tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, nộ hỏa trong mắt phun ra, gắt gao nắm chặt quyền đầu. Một lúc sau, hắn đột nhiên cười khanh khách mà nói: "Được, ta lăn, lão thất, ngươi hãy thật cẩn thận đấy, đừng để rơi vào tay của ta." Dứt lời, quả thật hắn lăn đùng trên mặt đất, lăn ra khỏi cửa. Tô Kiều Kiều buông cặp chùy dưa hấu xuống, lo lắng không yên, lên tiếng nói: "Thiếu gia, ngài làm như vậy chắc chắn sẽ đắc tội với lão gia Diệp Tư Mẫn tổng quản nội phủ, chỉ sợ ông ta không để yên cho ngài sống yên ổn đâu." Diệp Húc không hề bận tâm, hắn nói: "Ta giết tên lên Diệp Ly đã sớm đắc tội với lão, với loại người này đắc tội một lần hai lần không có gì khác nhau cả, chỉ tiếc là tên tiểu tử Diệp Phong này sau dịp lễ liệp thú lại trưởng thành hơn nhiều, có thể nhẫn nại không ra tay động thủ với ta. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc mà." Tô Kiều Kiều thè lưỡi, nàng biết Diệp Húc mới vừa rồi quả thật đã động sát tâm. Nếu như lúc ấy Diệp Phong nhìn không được mà ra tay, vậy Diệp Húc giết hắn quả thực là danh chính ngôn thuận, không phải gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Diệp Húc lấy linh vị cha mẹ trong hành lý ra, đặt lên chính đường, đốt mấy nén nhang, xếp hai cái bồ đoàn, kéo Kiều Kiều quỳ xuống bái lạy. Tô Kiều Kiều quỳ ở bên cạnh gã, tâm tư của cô như con hươu chạy loạn. Diệp Húc là chủ, mà nàng là nô lệ, quỳ lại tổ tiên căn bản không có phần như nữ như nàng. Nhưng hôm nay Diệp Húc mang theo nàng cùng quỳ lại song thân, không thể nghi ngờ là coi nàng là người nhà của mình. "Không biết thiếu gia xem ta như muội muội hay là khuôn mặt của nàng đỏ bừng, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ, thả hồn theo gió. Diệp Húc tế bái song thân xong, ngoài cửa đã truyền đến một tiếng cười to cười mở. "Thiếu báo, ngươi quả nhiên đã trở về nội phủ rồi, ta nói không sai chứ, ngươi là nhân trung chi long, không phải rồng ở trong ao mà." Diệp Húc ra ngoài nghênh đón, chỉ thấy bắt thúc Diệp Tư Chân cửa lớn đi tới, sau lưng còn dẫn theo hai tên tôi tớ, tay bưng vàng bạc tơ lụa. Diệp Tư Chân vô cùng ân cần, hắn cười nói: "Thiếu báo, ta biết ngươi xưa nay vốn thanh bần, nhưng đây là một chút lòng thành của ta." Diệp Húc tạ ơn, mời hắn vào trong phòng uống trà, tán dóc vài câu xong, Diệp Tư Chân liền cáo từ rời đi. Tô Kiều Kiều kiểm tra lễ vật, líu lưỡi mà nói: "Thiếu gia, bát lão gia ra tay thật hào phóng, tặng 5 cuộn tơ lụa thượng phẩm, 200 lượng bạc ròng." Diệp Húc lơ đánh, hắn cười: "Đây chỉ mới chút ít mà thôi, Kiều Kiều, đợi tí nữa ngươi nhận lễ vật muốn rút cân luôn đấy." Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của gã, suốt một ngày sau, liên tục có người đến nhà bái phỏng, đều là cao tầng nội phủ Diệp gia. Vũ sĩ ngoại môn của Diệp gia cũng tự mình đưa tới trọng lễ, khắp sân đều chất đầy lễ vật. Thậm chí tổng quản nội phủ Diệp Tư Mẫn cũng phải người đưa tới một phần hậu lễ, đó là bốn ả nha hoàn có chút tư sắc. Diệp Húc ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ đều nhận hết, còn bốn ả nha hoàn kia bị gã tống cổ đi hầu hạ Tô Kiều Kiều. Hắn cười nói: "Kiều Kiều à, bọn họ hầu hạ ngươi, ngươi lại tới hầu hạ ta."
Tô Kiều Kiều lườm gã một cái, thế nhưng trong lòng của cô lại cảm thấy ngọt ngào. Diệp Phúc nhìn đống lễ vật rực rỡ muôn màu, trong nội tâm không khỏi dâng trào cảm xúc. Những thứ vàng bạc châu báu, phỉ thúy ngọc thạch này đối với hắn mà nói chỉ là vật ngoài thân, chỉ có thực lực mới là thứ căn bản. Nếu như gã không có thực lực, cho dù gia sản bạc triệu, phú khả địch quốc thì cũng như là hoa trong gương, là trăng trong nước mà thôi. Chỉ cần anh có thực lực cường đại, dù anh không có một xu dính túi thì người khác cũng sẽ tự động đưa tài vật tới cho anh. Hiện tại ta còn chưa phải là một vũ sĩ chân chính, chỉ bằng mau chóng để thăng tu vi. Bầu trời về đêm càng sâu lắng, Diệp Húc chăm chú nhìn lên ánh nến trên bàn, lâm vào trầm tư suy nghĩ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các tập tiếp theo.